Rồi. Nhỏ thôi. Cực khớ đấy. Hả? Cực khớ tầm 2 kg rồi. Ui, 2 kg đấy. Cứ mà. Ờ, cực khớ. Ờ, đẹp trai. Trung Dũng. Trung Dũng. Hello, xin chào các bạn nha. Lại là mình đây. Hôm nay lại tranh thủ xuống cái hồ huyền thoại mình câu đúng các bạn đây. Tại giờ mình cũng đang bắt đầu đi tới hồ rồi. Tới hồ, đang đến hồ. Nước hôm nay hơi cạn các bạn ạ. Nước rút hơi nhiều. Hồ đây các bạn này. Hồ này mình hay câu ở đây này. Hôm nay lại xuống tranh thủ câu núc. Xem có được cái video nào hay hay đăng lên cho các bạn coi. Trời hôm nay thì thời tiết này nó báo u ám các bạn. Trời hôm nay không được đẹp. Không có nắng. Rồi để mình đi xuống tới bãi câu rồi mình câu mình quay cho các bạn coi nhá. Bãi này câu sen các bạn ạ. Bãi này rất là đẹp. Địa hình này mà nua là hơi đẹp đấy các bạn ạ. Nước chỗ này nó cũng hơi cạn cạn mà nó có sen, lá sen. À, hôm nay thời tiết nó không được đẹp lắm các bạn ơi. Mình vừa xuống tới hồ xong vừa quăng mấy đường mà thấy im lắm, thời tiết hôm nay nó báo trời muốn mưa đấy. Vừa quăng ở kia xa xa tít mù kia cô, mình thấy nó dùng lá sen. Giờ thời tiết nó mà nắng nên là câu cái bãi này hơi bị đẹp đấy các bạn. Nó nắng nên là thường nó nắng nên là cá nó hay nổi lên đó. Nó nổi lên trên mấy cái mặt lá sen này, nó nấp ở lá sen đó. Mình rê mồi qua là nó hay nao ra nó táp. Hôm nay thời tiết mình vừa quăng ra tít xa kia có con nó quẫy. Thấy nó rung ấu rồi.
Giờ hồ này khó câu rồi các bạn ạ. Đi ăn may thôi. Thường đi câu gặp ăn may là con nào khủng khủng thế thôi. Nhưng mà hồ này thì cá khủng thì vẫn còn nhiều các bạn ạ. Rồi. Cắn rồi các bạn ơi. Không biết là có nên được không? Hơi xà quá các bạn ạ. Nó cắn cộng được. Chết cha rồi. Vướng á. Vướng gốc sen rồi. Cốc sen rồi các bạn ơi. Giờ nó nằm nó bị vướng cốc sen rồi các bạn. Con này to à, khứa à. Giờ phải làm cách nào các bạn? Nó vướng này mà con này mà to nó mà xảy thì thơ tiếc đó. Nó cuốn gốc sen rồi.
Bây giờ mình chỉ chờ cho nó dãy thôi, mình kéo nó thôi chứ còn. Ôi các bạn ơi, đây nó ra rồi. Con này khứa à các bạn ơi. Ở đấy con này chắc vậy. Ủa, con này phải đồng đầu 5 đầu 6 rồi, 6 đầu 7 rồi. Ui con vút thì bay các bạn này, nhìn to. Tốt nhất là mình phải ghim cái này vào, im cái thằng này vào nuôi cho nó chắc ăn. Wow, wow các bạn ơi, wow, ui to lắm, con này to lắm các bạn ạ. Rồi kê đuôi ủng của mình, đuôi ủng 200 260 mà so cái đầu nó tí này. Wow, phê các bạn ạ. À, cái thước mình lại không cầm đi rồi. Đèn thế, thước định đo nó cái mà thước nữa không cầm đi rồi. Các bạn, nó cuốn được gốc sen, mình tưởng bị tuột có các bạn ạ. To đấy, con này cũng nuốt khá sâu, mùi khá sâu. Các bạn này, cho xem được bao nhiêu cả. 20 mới con mới tới cái màng của nó. 40 60 80 80 con này 85 87 nhìn hàng khủng nha các bạn nha. Này ăn may rồi. À, nó táp ở xa quá kéo. Đoạn nó thôi để mình bắt con tháo con cá mình cho vào lưới nha các bạn nha. Rồi tranh thủ một lúc vậy thôi các bạn ơi, về thôi. Cầm cá vậy thì về thôi. Các bạn. Hàng tuyển đấy các bạn ạ. Thôi chào các bạn nha, mình đi về đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ đăng ký cho mình một
Đưa đăng ký nhá. Ủa ơi, tuột cả túi lưới luôn các bạn ạ. Xách cá đây đây, tuột cả cái này ra này các bạn này. Thôi chào các bạn nha, mình để mình buộc cái túi này này, mình bắt cá các bạn nhá. Đây hàng đây các bạn này. Tranh thủ lúc về ngủ tối đi nào các bạn ạ. Thôi chào các bạn nhá.